Hai Dương chào tất cả các bạn. Thì hiện tại giờ Dương đang ở ở đây là Long Khánh nha, thành phố Long Khánh, vườn trái cây của dì Hai ở đây. Đó, hôm nay Dương sẽ dẫn cả nhà mình đi tham quan du lịch cái vườn trái cây ở trong trên Long Khánh này. Để mình ở đây mình gặp ông chủ rồi. Để mình đi, theo Dương được biết thì ở đây là mình có rất là nhiều vườn trái cây nha, có măng cụt nè, chôm chôm, sầu riêng luôn. À, đây là ông chủ vườn trái cây. À, con chào chú. À, chào con. Nay tụi con lên đây quay clip để đi tham quan cái vườn trái cây. Thì cũng mong là chú hướng dẫn cho tụi con nhiệt tình xíu. À, vô đây vườn trái cây mình gồm có chôm chôm, bao đỏ, hấp ở dưới, ăn thoải mái. Nào về là về no bụng rồi thôi. À, chú giới thiệu về cái giá vé của mình luôn, mấy cái vườn trái cây. Giá vé của mình á là vườn trái cây chôm chôm này 70 ngàn giá. Còn vô món cọc ăn thoải mái là 120. Rồi chừng nào về là về. Mít 30. Dạ. Bưởi là 60. Mình không có ăn combo, muốn chọn cái nào thì ăn cái đó. Giá vé mình ở đây bán trong này luôn hả chú? Bán đây luôn. Rồi, bây giờ mình đi vô đây mình mua vé cả nhà. Bây giờ cái người bán vé người ta chưa có ra nha cả nhà. Thì giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi trong trong khu vườn này tham quan cái khu vực mình ngồi ăn uống nha. Trời ơi, vườn của mình luôn. Vườn của mình kìa. Wow, ở đây có đêm chơi luôn. Quá trời trái rồi. Mà nó cao quá, phải nó gần chứ mình mẻ một trái ăn thử coi. Cái này nó cao quá. Nó nghèo cái da, chứ da chứ thẳng mình không vậy. Trời ơi. Trời cái gì mà sao nó đồng ngọng vậy ta? Trời mà không có trái mà, cái nào ta bẻ hết. Wow, ở đây người ta có trồng rau cải luôn. Đây là rau gấp cá. Rau dấp cá chứ không phải là gấp cá. Ở đây là cải ngọt, cải xanh. Wow. Đó không ăn già rồi. Ăn để già mình nhổ mình ăn đi để lên của nó lên bông không ngon á. Rồi chào cả nhà, năm. Chào các con. Con lấy cho con 5 vé đi vườn măng cụt. Trời. Vườn măng cụt. Rồi là mình đi ra ngoài là có xe chở mình đi không? Đúng rồi vậy? Con, có xe đưa xe đón con chơi bất cứ lúc nào cũng có xe. Dạ. Đây, cho 5 người con. Dạ, là 700 hả con? Rồi cái này 5 người là 5 người là 600. Đi vườn măng cụt nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ chuẩn bị đi vô trong cái vườn măng cụt. Bây giờ mấy anh em mình đang xíu vậy đi. Bây giờ mấy anh em mình đang đợi xe qua nha. Vé đi vô trong vườn măng cụt nè. Vì cái cây gì hay. Không chở mình để đâu. Ô xe tới rồi cả nhà ơi. Xe tới, xe lên xe. Yeah, còn trước em quay nha. Dạ dạ. Lên xe, lên xe. Rồi. À, đây lấy vô đó xa không chú? Gần. À, gần 30 mét. Tới vườn rồi. Rồi ở đây 5 người. Rồi con đứng qua đứng đi thôi. Rồi ra đây xe về đi. Cho anh hỏi lại, ví dụ như mình đi vô đây mình ăn hết xong rồi, ví dụ cái mình mua về là tính sao vậy? 60 ngàn một ký. À, à rồi anh hỏi đi, anh có đăng lên khách có hỏi thì đi vô đây là ăn uống này. Ăn uống thoải mái không? Rồi mua đem về là 60 ngàn ký đúng không? Dạ. Rồi ok, giờ dạ, tụi anh sẽ đi vô trong vườn. À, bây giờ mình qua. Cái mình lấy móc. Mấy bé lụng lấy móc dài hay gì? Đây
mình có mấy cái giữa đó đó à, cái này đúng không? Đúng rồi. Để con giật thử trái coi. À, mình cái quần này mình nhớ được nha. Bên đó cũng có cái kìa. Có mẹ cái trái nhỏ đó là không hồn. Vậy mình banh nó luôn. Không không. Bên wow. Bên kia kìa, bên kia thấy không? Mình thử luôn đi. Ngon quá. Đây nè. Không quậy không quậy. Đây. Đó nó thấy không? Ngon quá. Đúng không? Luôn. Mình lấy dao, hơi có một chút. Cái này bên kia nè. Ờ đó. Rồi. Giữ cái tiền vô đầu á. Để đi ra. Cây bự cho anh á. Mình móc cây ra đi cây khác nhiều cây đó mấy. Dạ dạ thì để con xin nè. Dao. Dao đó. Này đã ăn thử cái đi đại. Qua wow, muỗng nghe có muỗng nha. Trái này chưa chín hung nè, nó có muỗng nha. Đó nó mà còn màu gì à, xanh đó rồi. Màu đen nữa, đen nó chín đi lắm luôn. Ừ. Em bên đó trái vậy. Mày ngọt nhưng mà nó ngọt lắm. Ôi nó còn sống quá vậy á. Chín rồi, chín em ơi, mì. Mày ăn chảy nước miếng không? Hồng luôn kìa trời ơi. Ôi trái này chín rồi nè. Ok. Hello. Trái này ngon nè mọi người ơi. Thôi đi nè, lấy móc thêm không? Đấy. Đây, ở đây chôm chôm này là chín trên cây luôn nha, mà trái to đùng luôn nè, mình bẻ bẻ trái ra cả nhà. Ừ. Đây là chôm chôm Thái. Cái này ăn được không? Rồi giật cái trái đó nghe anh Dương. Ok. Trời trái dưới không giật nè, trái sát bên đây nè. Ê. Trời. Được luôn. Nó bên đây nè, chỗ này nè, ở lúm đất rồi. Đúng rồi. Wow. Wow, ở đây có cây em trộm nè, trái quá trời luôn nè, ăn không? Đâu. Đây nè nè. Đâu. Qua đây. Nè mình wow rồi. Bây giờ mình ăn trên cây luôn. Wow. Ăn trên cây là ăn gì là anh Dương? Chơi được không? Ghê vậy. Ngọt quá à. Chôm chôm nó có cái gì kìa. Cái gì? Không. Bắt ổn rồi. Bắt ổn. Không, ra đây. Ăn hết rồi chôm chôm luôn rồi. Mấy trái nhỏ này nó không có hạt luôn. Đúng rồi, mấy không hạt luôn. Mấy trái nhỏ này không hạt luôn á, ngon ghê luôn á. Ngon. Thử rồi đi. Bên đây quá trái nào ăn nè. Em giấy lộ tay. Ăn giấy thì khỏi ơi, mày giấy không? Khỏi không? Ok. Giật cái ném ơi. Ít đu dữ sao. À hồi nãy nó không, nãy nó ấy bây giờ nó không gớt nè. Nè. Nè cây này cẩn thận. Ê mọi người dính dính cây rồi sao vậy? Đó. Ôi sao dài dữ ta. Ừ. Để cho anh nè. Âu. Ủa con trái nào vậy? Rồi. Mình bỏ vô bọc cho nhanh. Mình gom lại xíu nữa mà mình tiếp chỗ mình ngồi ăn nha. Bự quá bà. Trời ơi, nó bị hư rồi. Thúi rồi. Mình có thể dòng cho nó thúi thôi chứ không có gì đâu. Bánh này bánh Thái hay gì trời. Phải không? Dạ rồi, ăn không? Wow. Mình wow, qua đây ăn với chú nè bé ơi. Quá mừng cục à, cháu trai ơi. Cái thành quả này của mấy anh em mình sáng giờ hái này nha. Cũng vất vả xíu, được bao nhiêu đây anh? Mũi cắn nó nổi mặn luôn anh Dương. Nè, anh cắn nhóc luôn nè. Giờ mình dùng cái dao mình tách cái trái cục ra ăn nha. Phút hà, wow. Hấp dẫn chưa? Đây, mời cả nhà dùng ăn cục nha. Em có thể đóng trái này 6 muối. Chắc chưa? Chắc. Đã đếm mấy cái này nè, là bao nhiêu muối đó. À, không có đâu chứ. Hả? Đếm thử đi. Đếm thử thì có đó. 6 muối. Đếm cái này là 6 muối hả? Hay cái này nè, nghĩ là 6 muối đúng không nè. Giỏ ra nè. Đếm thử là 6 muối nè. Đúng rồi. Trời ơi, tốt, quay tốt đó mọi người. Đúng rồi. Tới mạng ngọt kêu quá ha.
Giống như đồ ăn trộm nha anh Dương. Bậy à. Cho tiền đâu vào. Vậy luôn hả? 2 bát cuối. Quá trời ngon mà nhà dùng chôm nhãn. À, cái này là Long Khánh. Đây Carmen vô vô. Đây khui mời Carmen đâu rồi? Nè. Carmen nãy giờ làm cực khổ ướt nhẹ khẩu trang luôn trời. Bỏ khẩu trang đi chị. Em nãy giờ nước miếng chảy ướt khẩu trang anh. Qua đây mới thấy. Kệ đi. Rồi. Vô vô vô. Rồi ăn đi. Ăn ăn miếng đi. Trời ơi. Cảm ơn anh nha. Chôm 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 không? Chôm chôm. Chôm chôm mà Carmen cầu liên tục nè. Trời chăm sóc lại Carmen chứ. Vô vô. Vô vô vô. Ăn gì mới kịp người ta chứ. Đã giờ chảy nước miếng nước nhem khẩu trang nha trời. Đã thường thôi à. Được rồi. Được rồi. Anh lỡ giấy chính hả? Con. Còn 2 phút. Hết nói chuyện được rồi. Hết luôn. Nè gọt ra nè. Cái này cũng vừa coi được cái gần sót chứ luôn. Cái chín nè. Mẹ chín nè trời ơi, ăn lửa rồi nè. Đồ ăn. Ăn đi, ăn vậy mới kịp chứ nãy giờ ăn quá trời rồi. Cái này sống rồi. Ừ, quá kiến anh chưa? Cái nó sống rồi. Kiến, có kiến đúng rồi. Tắt ờ rồi đúng rồi. Nói chung là cái vườn gì hay cả nhà. Mình biết cách mình đi á thì ngay đợt này trái cây rất là nhiều. Còn mình đi mà ngay đợt mà trễ thí dụ như đi 2-3 giờ chiều á là không còn đâu. Tại vì cái đợt đi sáng người ta đã hái giống như anh em mình đã đi sáng sớm rồi 7 giờ đã có mặt tại vườn của dì Hai để mình thưởng thức những cái trái cây chín vừa chín hôm qua tới giờ là còn rất là nhiều. Còn mà mình đi khoảng 2-3 giờ chiều là kể như là xong rồi. anh em mình làm chặn này là xong luôn rồi. Kiến à. Kiến hơi bộ mắt đó anh, ăn đi. Măng cục bao ngọt. Chôm chôm Thái thì cả nhà cũng biết chôm chôm Thái rồi đó. Rất là ngọt. Bỏ cái anh em mình sẽ đi qua bên kia tiếp tục bẻ măng cục đi rồi xong rồi mình sẽ quay về cái khu hồi nãy mà mình vô đó mình đặt con gà mình ăn con gà cái trái cây wow trái này ngon ghê luôn á không mà trái mấy trái bự về hột nó bự lắm không ngon đâu thiệt quá trời chọc rồi hai đứa nó cốt quá trời rồi. Hả? 2 cây cháy quá trời luôn hả? Qua bên đó. Qua đó em ơi. Trời ơi, bữa nay mình lại gặp lại nhau. Đâu rồi, sáng giờ không gặp mà. À, kìa đó. Sáng giờ đi đâu không gặp. Tao hứa uy tín không? Hứa uy tín không? Uy tín. Rồi đây là cháu của chủ vườn nha cả nhà. Hồi sáng giờ kiếm ăn đi theo ăn cho chọc mớ đem về mà không thấy. Sáng giờ ngủ phải không? À. Đó đúng rồi. Đó, này nè kéo nguyên quân đoàn mà. Xuống đây quay vườn cho đẹp mà, vườn mình nhà đẹp quá trời mà. Đi, giờ đi dạy đi. Qua đây, qua này. Let's go. Let's go. Cái này mình uống cũng no say rồi. Giờ còn được nhiêu trái cây đây. Còn hơi sắp sắp mình sẽ đem về. Giờ bây giờ mình sẽ vô trong kia. Rồi nghỉ xíu rồi mình sẽ đi ra ngoài ăn thịt gà nha. Dạ sếp hai. Rồi đi cho thủ lệ để vô kiếm chỗ ngồi nghỉ xíu rồi mình ra ngoài kia ăn con gà sếp hai nữa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đặt gà trước không chị? Quên. Bây giờ mình đặt đi vòng xíu rồi. Đâu đi chị? Đây nè, đây nè. Thấy đồ ăn bé không? Rồi cho con cái phiếu gà xếp hai. Gà gỏi. Dạ. Gà gỏi cháo, gà gỏi cháo. Rồi gà gỏi cháo luôn. Rồi. Dạ. Giờ mình sẽ dẫn cả nhà mình vô trong cái bếp này mình đặt cái vé mình mới mua nha. Bỏ đâu rồi trời? Bỏ đây luôn. Gà rồi chừng nào cái này chừng nào bỏ cho để giờ em đi tìm nè. Bây giờ ngồi ở dưới chân chỗ cái sàn nước á, sàn ngay suối. Rồi đi giờ đi xuống suối nè. Ơi mấy kia đi không nè. Đi xuống suối đi. Đi xuống ngồi ăn luôn nè, có rồi nè, có đồ ăn nè. Rồi đi. 5 người. 5 người. Ờ, ở đây chỗ này người ta có bán thêm lên là cái này là như là tôm viên, cá viên, cái này bò viên, cá viên. Đây là xúc xích. Không phải là xúc mà là gì ta? Cái này cái gì? Tàu hũ nè. Có cái, tất cả luôn ha, bên kia có cá lóc nướng luôn nha. Đó. Nếu mà cả nhà mình có ăn thì vô đây mua vé rồi người ta sẽ làm cho mình. Quá trời ngon, cá lóc nướng quá trời ngon luôn rồi. Đúng rồi anh Dương, cho đó. Wow, ở đây là hấp dẫn quá trời ngon nha. Đây là cái con gà nha. Đó. Gà mình mới vừa đặt xong có liền luôn. Wow, hết hết biết con gà nhìn. Ngon dữ vậy. Bảy 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 bảy. Tôm dữ trời. Tôm dữ trời. Tôm nha, tôm nha. Cái gì vậy? Mình nguyên một cái mâm gỏi luôn. Đây cả nhà, mời cả nhà dùng dưới mấy anh em mình nha. Là gà xếp hai. Gà 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 dùng xếp hai. Bóc luôn đi, bóc ăn bóc nó mới ngon nha. Đây. Mà cái này dùng này là cánh nè, gà ngon. Trời ơi, được rồi. Quá chăm sóc cam gram em quá cả nhà ơi. Cái này cam gram em mập luôn rồi. Mà ở vô những cây gì hay mình tới đây mình tạm kết thúc nha nha. Rồi hẹn lại cả nhà cái clip sau nha. Bye. Rồi chào chúng đây đi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn nha tụi con chơi nha. Dạ. 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 Dịp khác con ghé lại đây. Giờ mình đi lấy xe nha. Sao cho con đi mà, mày nghĩ là chạy vô.